Điều đầu tiên là Bảo Hân xin chào tất cả các em 2002. Ở đây thì hôm nay Bảo Hân ở đây để nói về phương pháp học này, hoặc là chia sẻ một chút về những gì mà Hân biết ở tại trung tâm học mãi.vn. Các em đã có, không biết là các em đã có dự định gì cho mình chưa, nhưng mà thật sự là hôm nay chờ mọi người vào đông đông một chút thì Hân sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái phương pháp học và học ra làm sao này, ôn thi như thế nào này, để mình có thể cân bằng được giữa cái việc có thể mình vẫn có những cái thời gian mình thư giãn nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu đầy đủ kiến thức. Mình sẽ xem livestream và đọc comment. Mọi người hãy tương tác với mình bằng cách comment vào cái livestream nhé, để mình đọc xem là các em năm nay nguyện vọng thi vào đâu này, mong muốn được bao nhiêu điểm, và có thể là các em có thể hỏi về những cái câu mà ôn thi đại học thì về những các thi đại học thì có rất nhiều khối, và những cái em mà tại vì là trung tâm rất là dạy rất là có rất là nhiều giáo viên dạy nhiều khối, nên là các em có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì đặt ra để Hân có thể tương tác với mọi người, với các em 2002 nhé. Mọi người tự nhiên là mọi người comment này là một phần, với cả là mọi người có thể chia sẻ cái livestream này để cho các bạn xung quanh mình này, như các bạn này, các em biết đến cái giải pháp học, để mọi người còn cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ cho các bạn mình, để các bạn mình cùng có thể được đạt điểm cao này, những mình có thể nói chung là bọn mình hãy chia sẻ cái livestream này đến các người thân của mình, để cho các em và các bạn của mình đều có thể được nghe những cái phương pháp học tốt nhất dành cho mọi người. Hân đang chờ comment của mọi người đây. Mọi người comment đi để bọn mình còn tương tác nào. Có một em này, em thi khối D, em muốn được 24 điểm. Có vẻ là Hân đọc comment ở đây thì rất nhiều em muốn thi khối D đây này. Khối A mà dở hóa quá. Bạn Dương Thuần, khối C này. Ngoài những cái bạn mà muốn thi khối D ra thì rất nhiều bạn chia sẻ là em muốn thi khối A1 này. Thật ra thì Hân cũng muốn chia sẻ với mọi người là Hân cũng chỉ mới thi đại học cách đây 1 năm. Hình như là chưa được 1 năm. Ở cái thời điểm này đang ôn thi rất là căng thẳng luôn ý. Mà kiểu trải qua kỳ thi thì nó không hề dễ dàng tí nào ấy. Tại vì là đam mê của Hân thì là diễn xuất, nên là Hân tập trung hết sức để học văn, để thi vào khối S trường đại học sân khấu điện ảnh. Nên là tuy mình là một đi một hướng khác, nhưng mà mình vẫn rất muốn biết mục thi đại học năm sau của các em như thế nào và trường gì nữa. Tại vì là kỳ thi đại học là kỳ thi rất là quan trọng, nó có thể quyết định tương lai của mình này, sở thích, đam mê. Nói chung là ai thì cũng có đam mê thôi. Có người thì người ta muốn làm nhà bác học chẳng hạn này, bác sĩ. Như mình thì mình muốn làm diễn viên. Nhưng mà nhiều người muốn làm công an này, hoặc là làm luật sư. Thế nên là đam mê thì mình nghĩ là cái điều tất yếu cần phải có, chính là mình phải trau dồi cho mình những cái kiến thức phải đủ
để mình có thể chạm đến ước mơ của mình, giống như Hân. Hân đã học đủ và cũng có thể gọi là rất là ôn luyện khá nhiều để có thể mà làm được những thứ mình muốn. Chị ơi, em cần học cách tiếng Anh hiệu quả ạ. Bạn Phạm Đức Lương. Khối D. Khối D mà em dở văn với anh quá. Tư vấn về khối D á? Khối B này. Mọi người đang này. Nhiều bạn hỏi quá này. Thôi, bây giờ mình sẽ chính thức chia sẻ với mọi người. Mình sẽ bật mí cái giải pháp ôn thi đại học cho các em 2002 cũng như các em đang xem livestream cần phải thi đại học thật là tốt thì lắng nghe thật là kỹ nhá. Tại vì khi mà Hân mới thi vào trường ấy thì cũng có rất nhiều em nhắn tin inbox cho Hân là chị ơi làm thế nào để có thể kiểu có thể được điểm cao khi mà thi. Tại vì là có thể được điểm cao khi mà thi này. Tại vì là ai cũng có tâm lý là mình cần được nghỉ ngơi, hoặc là nhất là bây giờ là thời gian đang hè. Hè nghỉ hè thì mình vừa muốn chơi vừa muốn học. Mà kiểu mình lại nhiều, rất nhiều bạn điển hình là có cả Hân nữa. Năm ngoái Hân nghĩ là có khi là học không cần ôn sớm quá đâu, ôn sát đến giờ ôn cũng được. Nhưng mà mọi người nhầm, đừng nhầm nhé. Mình nghĩ là bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì các em nên ôn sớm nhất có thể để có lộ trình thật là đúng và chuẩn. Mình sẽ đọc comment. Em muốn được 25, 26 điểm mà giờ học yếu toán lý hóa sinh. Có cách nào học tốt lên không ạ? Đến khi theo như mà Hân biết ở xung quanh các người thân của Hân, còn là cũng như Hân năm ngoái vừa mới thi xong thì lên lớp 12 cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Hành thì nó có một khối lượng kiến thức rất là lớn. Là Hân thi là lúc đấy là bao gồm cả lớp 11, kiến thức của lớp 11 và lớp 12 nhá. Nhưng mà nếu mà mình không nhầm thì là năm 2020 sẽ là các em phải thi cả kiến thức của lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Nói chung là rất là nặng ấy. Mà không dễ dàng, nếu mà bọn mình có một cái suy nghĩ buông thả quá thì không dễ dàng để có thể mà trau dồi được hết kiến thức để mà đi thi. Đừng kiểu lười quá để đến lúc mà thi thành kiểu không tự tin này, mà xung quanh mình có rất là nhiều đối thủ. Mọi người nên phải nhớ điều đấy. Khóa PEN có bao gồm dạy cả lý thuyết không ạ? Khóa PEN học mình chia sẻ luôn là khóa PEN dạy cả lộ trình từ đầu đến cuối. Khối D. Thực ra mình nghĩ là trong cái thời gian hè này thì các em thật sự nên cắp sách đi ôn đi. Tại vì là ôn sớm thì sẽ khiến cho mọi người yên tâm hơn khi mà vào năm học mới nhá. Vì năm lớp 12 học rất là nặng. Mà nếu mà thời gian này các em có thể đi trau dồi kiến thức trước cho mình ý, thì đến vào lớp 12 mình sẽ cảm thấy mình có một cái bàn đạp này, một cái kiến thức vững chãi hơn các bạn ấy. Nói kinh khủng hơn là các đối thủ của mình. Thì coi như là mình đã đi trước một bước, chiếm lợi thế trong cả cuộc đua về đích. Thì mới có khả năng bứt phá được. Nên là mọi người, các em nên đi học sớm. Mặc dù chắc là chỉ 2 tháng hè để ôn học thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ rơi, tức nghĩa là chắc chắn là sẽ rơi vào hè, nhưng mà sẽ trau dồi cho mình được rất nhiều kiến thức. Khi mà vào năm học mình sẽ không bị khủng hoảng vì cái kiến thức số lượng nó quá nhiều ấy.
cũng còn đang có 506.000 người xem rồi thì Hân sẽ mở một trò chơi nho nhỏ cho mọi người. Chính là bây giờ mình các em có muốn Hân chia sẻ tương tác về các khóa học thì mình sẽ nói luôn đây là phần quà. Đây là một chiếc áo của trung tâm học mãi và có chữ ký của Bảo Hân nằm ở đây. Sau khi mình phát cái clip trên page này, cái clip mà mình đã từng nhảy ấy, về cái giai điệu đỗ đại học của học mãi.vn, thì mình sẽ chia sẻ về hệ thống giáo dục học mãi và sẽ dành 10 phần quà này cho ai trả lời đúng. 10 chiếc áo nhé. Bắt đầu. Hân ơi, xem xong chưa? Và có đoán được điều gì khác biệt so với cái clip mà Hân đã đăng tải trên trang cá nhân không? Đoạn nhạc, cái phần trò chơi này ý, chính là mọi người đoán cái lời bài hát đã bị cắt đi trong clip. Thế có ai đoán được là rất nhiều người trả lời đúng. Muốn đỗ đại học thì có giải pháp pen. 10 phần quà sẽ dành cho 10 bạn đầu tiên comment đúng. Và cái này thì các anh chị ở hệ thống giáo dục học mãi sẽ liên hệ với các bạn để các bạn nhận quà, ok? Bây giờ thì mình sẽ recommend luôn cho các em 2002 để về cái khóa ôn thi đại học ấy. Các em cái giải pháp PEN là một cái lộ trình ôn thi toàn diện nhất dành cho 2K2 này, nhưng mà nó gồm có 3 bước. Chính là PEN C, đầu tiên là PEN C nhá. Ôn luyện toàn diện mọi kiến thức sẽ thi, tức nghĩa là mình sẽ được học tất cả mọi thứ từ đầu cho đến cuối. Như kiểu là bây giờ các em đăng ký thi ấy thì sẽ được học từ bây giờ cho đến đến lúc các em thi luôn, và sẽ là dạy toàn bộ các kiến thức từ đầu cho đến cuối, không thiếu một kiến thức nào. Cái thứ hai là PEN Y, là luyện bộ đề chuẩn này, thành thạo mọi dạng bài, tức nghĩa là chắc có rất là nhiều dạng đề và bên mình sẽ đưa ra rất là nhiều dạng đề khác nhau, có rất là nhiều bộ đề khác nhau này, thì tại vì không phải đề nào cũng giống dạng bài đề nào ấy. Khi mà mình ôn tập nhiều này, mình luyện tập nhiều và mình làm quen với đề ấy, thì nó sẽ không còn khó khăn và gây áp lực cho mình khi mà mình đi thi nữa. Với lại là mình sẽ làm quen với cái việc mà mình giải đề nên bắt đầu từ đâu trước. Thưa, đôi khi không phải ai cũng giải đề từ trên xuống dưới đâu. Điển hình là Hân cũng rất là hay tìm những câu dễ trước để làm, để mình không bị mất thời gian nhá. Cái thứ hai là để mình có thể dành thời gian dài cho những câu khó. Còn thứ ba chính là giải pháp PEN M,
là tổng ôn về đích tối ưu hóa điểm số, tức nghĩa là dạng như kiểu là ôn những cái chương trình sát với đề thi nhất ấy, kiểu vậy. Nên là ôn hầu như là ôn các ôn là để vào đỗ những cái trường đại học ít nhất có 24 điểm. Đấy là cái giải pháp PENM. Được học tất cả ở trung tâm thì ở hệ thống giáo dục học mãi thì mình có thể không chỉ học riêng một môn nào hết mà có thể được học tất cả các môn này, toán, lý, hóa, anh, sinh, văn, khoa học xã hội. Nói chung là rất là nhiều môn mình có thể được đến đây và trau dồi, chứ không phải là mình, tức là đôi khi là mình cần một môn thôi nhưng mà mình lại nghĩ là mình trong cái khối mà mình chọn ấy, mình có thể yếu một môn nhưng mà mình có thể trau dồi hơn nữa ở những môn khác mà mình cần, biết đâu sẽ được điểm cao hơn thì sao. Vì chắc chắn là hệ thống giáo dục học mãi sẽ dạy những cái chương trình này, những cái kiến thức thi tối đa là 24 điểm, ít nhất là 24 điểm cho mọi người. Không biết là có ai tò mò về khóa học này như thế nào không? Tại vì nó có rất là nhiều lợi ích, nhưng mà nếu mà mọi người muốn thì chắc chắn là Hân sẽ chia sẻ về cái khóa học này. Không những là mình tới, và nó là khóa học online này, bằng điện thoại hoặc là máy tính đều được. Có thể nó còn có trên cái khóa học còn có cả một cái group riêng này, chat này, như kiểu là khi mà mình không hiểu về bất cứ vấn đề gì đấy, hay là câu hỏi hay là bài tập, mình có thể tương tác ngay lập tức ở trên Facebook hoặc tin nhắn bằng điện thoại luôn, để mình có thể hỏi thầy cô và thầy cô sẽ hoặc là các mọi người ở trên hệ thống giáo dục học mãi sẽ trực tiếp và trả lời cho mình ngay lập tức. Vì cái khóa học này là khóa học online ấy, nên là mọi người có thể học khi kể cả ở nhà nữa, nên là đánh vào nói chung là tâm lý và của mọi người và cái ý thức mọi người cần phải chăm chỉ rèn luyện hơn nếu mà học online. Chị ơi, thầy cô dạy ở đấy là những ai á? Thật ra thì mình đã học thử nhưng mà mình chưa được học hết các thầy cô, nhưng mà thật sự là ở đây toàn là các thầy cô nổi tiếng khắp toàn quốc này. Mình đã học thử và thấy thầy cô dạy rất là dễ hiểu. Thầy cô toàn là thầy cô nổi tiếng, như cả thầy Vũ Khắc Ngọc này, thầy Nguyễn Thanh Tùng, và gửi và các bạn thân của Hân cũng đã từng, nói chung là người mà đưa Hân đến cái hệ thống giáo dục học mãi này chính là ngay là người gần nhất, chính là bạn thân của Hân. Thế là mình cảm thấy cũng rất là vui và hài lòng khi mà được học ở đây, tại vì là cái không gian thoải mái này và thầy cô cũng rất là tâm lý, không những chỉ dạy học đâu mà mọi người còn rất là quan tâm học sinh và cho ôn các dạng đề sát với kỳ thi này, có các bộ đề dạng rất là đặc biệt. Nó chính ra thì là không trùng quá nhiều so với là dạng đề khác và không trùng quá nhiều bộ đề. Tiếng Anh đây dạy có tốt không? Sau khi Hân chia sẻ thì không biết có bạn nào muốn học thử thì comment ngay vào đây, để tại vì là khi mà mọi người comment vào đây thì các chị anh chị tư vấn viên của hệ thống giáo dục học mãi sẽ chủ động liên hệ với các bạn để có thể tư vấn và có thể trao đổi với mọi người về khóa học, hoặc là mọi người đăng ký khóa học như thế nào này, mọi người có thể comment luôn vào đây, không cần phải làm gì hết. Không những thế, như là học thử đây miễn phí thì phải, năm ngoái Hân đi học cũng là học thử thì là được học miễn phí nhá, được chọn giáo viên phù hợp với mình nữa, tức nghĩa là có nhiều giáo viên lắm nên là mình được chọn giáo viên phù hợp mà mình cảm thấy là ok, mình nghe thầy này mình hiểu, tại vì là tùy tùy học sinh, tùy cá tính của các học sinh
Nên là tùy thầy cô dạy thì sẽ vào đầu các bạn, còn tùy thầy cô dạy thì sẽ kiểu mình sẽ cảm thấy không hợp ấy. Nên là đến đây được học thử thì sẽ miễn phí này, và được chọn thầy cô phù hợp. Nói chung là rất là nhiều ưu đãi, rất là nhiều sự đặc biệt ở cái hệ thống giáo dục học mãi này. Thật ra thì ai muốn tương tác hơn, kỹ hơn về khóa học thì mọi người cứ comment vào đây để mình trả lời nhé. Chị ơi, mất gốc thì có nổi 9-10 không ạ? Được chứ. Mình nói ngay từ đầu là cái lộ trình của hệ thống giáo dục học mãi là dạy xuyên suốt từ đầu cho đến cuối, không thiếu một kiến thức nào. Thế nên là mình khuyên các bạn đi học sớm là vì sao? Là vì nếu các bạn đi học sớm thì sẽ có lợi cho các bạn hơn, tại vì các bạn có giãn thời gian ra để học, và các bạn có giãn thời gian ra để đấy, so với những các bạn mất gốc ấy thì các bạn nên đi học luôn. Tại vì là mất gốc thì tức nghĩa là mình không có một cái gì mà mình chưa thể đi đến, có thể những cái bạn có kiến thức hơn mình được. Nên là nên học sớm để tránh cái việc mà mất gốc xong rồi đến phòng thi ngồi cắn bút ấy. Và không riêng thế đâu, mà thật sự đấy, hoàn toàn có thể được 90 điểm ấy. Mình đã có đứa bạn được 90 điểm rồi. Đăng ký tài khoản học mãi như nào ạ? Mọi người chỉ cần comment luôn vào trên livestream thôi, thì các anh chị tư vấn ở hệ thống giáo dục học mãi sẽ chủ động inbox hoặc là tương tác với các bạn để có thể tư vấn cho các bạn về cái khóa học ấy, hoặc cách đăng ký. Em muốn học thử, em đến học thử luôn. Được học thử miễn phí mà, tội gì mà không học đúng không? Một khóa học pen thì chi phí bao nhiêu ạ? Đăng ký lại học như thế nào ạ? Chị học trực tiếp hay các thầy cô học online ạ? Chị thi khối gì? Thật ra thì mọi người không cần phải nghĩ quá nhiều về chi phí đâu, tại vì là tại vì là rất là rẻ, rẻ hơn ở các chỗ học off nhiều, tại vì một ngày chỉ khoảng 6.000 đồng ấy, 6.000 Việt Nam đồng ấy. Nói sợ không ai tin. Học thử thì miễn phí, nhưng mà học thì có khi một ngày chỉ mất 6.000 thôi. Thật ra mất gốc được 90 điểm hay không thì mình nghĩ là, nhưng mình khuyên mọi người thôi, mọi người phải học sớm. Tại vì học sớm và tập trung, hoặc là tạo cho mình cái thói quen chăm chỉ rèn luyện nhà thì, và cộng với kiến thức mọi người dạy, thầy cô dạy ở đây, thì không lý do gì lại không được 90 điểm cả. Tại vì là chương trình của Trung tâm Giáo dục Học Mãi thì đang mở đăng ký mọi người vào học sớm thì sẽ tốt, tại vì là có những cái suất học ấy. Nên là mọi người đăng ký sớm thì sẽ có lợi cho mọi người. Bộ môn tiếng Anh thì mình nghĩ nó cũng không dễ, nhưng mà thật ra thì ở một mặt nào đấy nó rất là dễ. Khi mà bạn chăm ấy, những người học tiếng Anh giỏi thì rất là chăm. Và không chỉ chăm mà cũng phải tùy thuộc vào thầy cô giảng dạy cho mình có hợp hay không, có hiểu hay không nữa. Nên là nếu mà có thời gian thì mọi người hãy đến đây học thử để biết xem là thầy cô dạy đây như nào, thì mình có cảm thấy mình hợp hay không. Được học thử miễn phí online này, học trên điện thoại được này. Mọi người chỉ cần comment vào livestream thôi thì bên hệ thống giáo dục học mãi sẽ chủ động tương tác đến mọi người, gửi tin nhắn và chia sẻ cái cách đăng ký khóa học cho mọi người. Tự học vẫn là chính, đúng. Tự học nhưng mà không thể thiếu thầy cô giảng dạy được. Làm sao để đăng ký học ạ? Mọi người comment để anh chị sẽ tương tác với mọi người để giới thiệu với mọi người và chia sẻ luôn cho mọi người cách đăng ký học. Có khi đăng ký hộ mọi người luôn. Có vào link được đâu.
Về cái phần luyện thì mình nghĩ là hệ thống đề thì nó rất là nhiều đề chuẩn bám sát với cả cấu trúc đề thi của bộ ấy. Tại vì là ở đây cũng mình cũng nghe rất là nhiều năm rồi, được ôn rất là sát và kiểu mọi dạng bài luôn ấy đều thì mình chúng mình đều được tiếp cận. Thế nên là không đến khi mà mình ôn rất là nhiều thì mình không ngại với bất kỳ một cái với bất cứ một loại đề nào từ tất cả các môn toán lý hóa văn anh sinh này khoa học xã hội, nhiều đề lắm. Hồi xưa đi học đề thì quý kiểu mình giữ như vàng ấy, mình không được ôn cái đề nào là mình tiếc, kiểu mình muốn làm thử tất cả các dạng đề. Xong rồi lên mỗi đề thì thầy cô đều có video hướng dẫn này, dẫn giải rất là tỉ mỉ. Nhưng mọi người còn có thể tương tác ngay lập tức trực tiếp để thầy cô giảng ngay ở trên cái khóa học online ấy. Lịch tại vì lợi ích khi mà học giải pháp PEN ấy, ôn luyện toàn diện mọi kiến thức này, mình được thi, mình sẽ thi này và thành thạo giải đề, giải mọi, nói chung là mọi dạng bài luôn. Nên là mình không bị choáng ngợp khi mà nhìn nhiều dạng đề ấy. Dù nếu mà yếu mất gốc thì đều cần phải ôn sớm để ok đạt đến 90 điểm đấy. Mọi người chăm thì mọi người phải tin mình, mọi người phải tin vào bản thân mọi người trước đã. Sau đó mọi người tin mình thì mọi người học thử. Tại vì là năm ngoái mình học thì mình học giải pháp PEN ở hệ thống giáo dục học mãi này thì mình không mất thời gian để đi học thêm ở ngoài, vì hầu như ở đây dạy đầy đủ hết kiến thức mà có rất nhiều môn. Mình học 3 môn là môn văn này, môn anh với cả môn khoa học xã hội, thì không cần phải đi học thêm ở ngoài nữa. Tại vì mình thấy bạn mình đi học thêm ở, phải có đứa học 3-4 chỗ mà một môn nó có thể học 3 chỗ, mà mình không hiểu sao mà nó có thể học như thế được. Mình học ở đây thôi là mình đã cảm thấy là ok, tại vì là cũng rất là may mắn khi mà mình học thử miễn phí thì mình gặp những thầy cô mà mình cảm thấy hợp rất là sớm. Thế là mình đăng ký học luôn. Học luôn thì thế là mình chỉ đang chia sẻ về cái cách mà mình ôn thi đại học cách đây một năm thôi. Tại vì ai chả phải ôn thi đại học, làm gì có phải mình cũng đâu có ngoại lệ đâu, mặc dù mình thi diễn viên. Em muốn đặt trước một khóa ôn sớm. Mọi người muốn ôn thì ôn sớm hoặc là đăng ký học thử thì mọi người cứ comment vào cái livestream mà Hân đang live này, để các anh chị tư vấn viên ở hệ thống giáo dục học mãi sẽ nhắn tin cho mọi người trực tiếp chủ động để đăng ký cho mọi người học thử nhá. Giải pháp PEN có dạy phần cơ bản không ạ? Dạy từ cơ bản đến nâng cao mà mọi người. Tức nghĩa là tùy vào sức học của mình. Tại vì đấy, từ mất gốc cho đến 90 điểm còn có thể học được mà. Nên là từ cơ bản đến nâng cao thì giải pháp PEN dạy đủ lộ trình luôn. Thì muốn thi khối không giống mọi người không? Hệ thống giải pháp PEN dạy tất cả các môn này và dạy tất cả các khối cho các em. Tức nghĩa là các em có thể học combo khối ấy, có thể dạy được cả khối A này, A1 này, B này, C, D đủ hết. Nên là nếu mà muốn thì có thể học ở hệ thống sẽ dạy tất cả chứ không trừ khối nào hết. Em nào muốn đăng ký học thử thì comment đi nhé, để anh chị chủ động tương tác với mọi người. Tư vấn cho em với ạ, combo khối A thì bao nhiêu ạ? Bây giờ đăng ký có được không ạ? Bây giờ đăng ký thì được luôn chứ, tại vì là mọi người chỉ cần đăng ký thôi, mọi người chỉ cần comment vào đây thì mọi người có thể
đăng ký học được luôn học với cả khóa pen này. Mọi người nên ôn sớm. Nói chung là thật sự là mình chỉ khuyên là các em dù còn một năm lớp 12 nữa nhưng mà nên ôn thi sớm để trau dồi kiến thức trước các bạn, hoặc là những cái bạn mà học yếu hay là mất gốc thì mình nên chủ động mà tìm đến giải pháp pen để có thể được trau dồi kiến thức thêm này. Thực ra vào thời gian hè này thì chả ai muốn học đâu, đúng là như thế, đấy là tâm lý của giới trẻ. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà không học thì sẽ phải hối hận đấy, vì mình cũng thế. Tức là đôi khi là trau dồi kiến thức cho bản thân là cái nhỏ thôi, nhưng mà cái lớn hơn chính là tương lai và trường đại học và các em đang hướng tới nữa, nên là các em phải tức là tạo ra cái bước đệm cho chính mình. Thế là bằng cách học sớm thôi, chứ còn đừng để nước đến chân mới nhảy. Như thế thì thật sự là đến lúc đấy là cực và khổ lắm, hay đừng kêu chứ. Mình cũng vừa nói xong, quà là 10 chiếc áo của hệ thống giáo dục Học Mãi và có chữ ký của Bảo Hân ở trên này. Đây. Theo mình thì các bạn nên đăng ký học theo khối để không bị rời những cái môn mình ra, hoặc là mình không bị hỏng kiến thức ở bất cứ một môn nào khi mà các bạn đã chọn được cái khối cho mình ấy. Cái môn nào cũng đạt điểm cao. Tức nghĩa là có thể những môn mà các bạn học thì các bạn được 8, 9 điểm, nhưng cái môn mà các bạn tự tin vào bản thân quá thì có thể là sẽ chưa chắc kiến thức thì mình sẽ bị điểm kém hơn. Tại vì nếu mà thi theo khối thì nên học theo khối để điểm nó đều, kiểu 3.8, 3.9, 3.10. Ơ, ai mà được 3.10 chắc sướng lắm nhỉ, nhảy cẫng lên ấy. Niềm mơ ước của em là thi đại học có 3.10. Em muốn nhận áo. Muốn đỗ đại học có giải pháp pen. Em đăng ký khóa học rồi. Đăng ký bây giờ là được áo luôn ạ. Không, phần game đã đi qua rồi. Rất tiếc. Có nên học theo nhà trường không? Thật ra thì tùy mọi người. Có rất là nhiều trung tâm hoặc là hệ thống giáo dục ở ngoài kia, nhưng mà mọi người có thể tuy. Nhưng mà mình chia sẻ là ở hệ thống giáo dục Học Mãi, nếu mà mọi người học đây thì mọi người không cần phải đi đâu học nữa, vì rất là tốn thời gian. Tại vì là khi hệ thống giáo dục Học Mãi có thể giúp bạn ôn từ khối này cho những cái môn lẻ, môn nào cũng có hoặc là khối nào cũng có, hệ thống giáo dục Học Mãi đều dạy hết. Nên là có thể là nếu mà vào đây học rồi mà cảm thấy mình hợp thì sẽ không cần phải mất thời gian đi học ngoài nữa. Tại vì là khi mà hợp rồi thì mình sẽ cảm thấy mình muốn học hơn ấy. Nên là không cần phải đi học ngoài nữa. Lúc chơi mini game em bị rớt mạng, thương quá. Mình không biết phải làm thế nào. Thầy cô dạy có tốt không ạ? Có chứ. Tại vì thầy cô ở đây giảng dạy rất là chi tiết này, tỉ mỉ, đi sâu từng vào một vấn đề và một kiến thức, từng dạng bài này. Học không hiểu thì có thể hỏi, được trả lời, và kiểu nói chung là trả lời đến khi nào hiểu thì thôi, đến khi nào các bạn nản ngất thì thôi ấy. Nếu mà các bạn cố tình không hiểu thì đấy là lỗi của các bạn. Chị ơi, đăng ký combo như thế nào á? Mọi người chỉ cần comment vào livestream là muốn đăng ký thôi thì anh chị tư vấn viên ở bên hệ thống giáo dục Học Mãi sẽ chủ động nhắn tin cho mọi người để đăng ký cho mọi người nhé. Mọi người chỉ cần comment vào đây thôi. Không thấy ai nhắn tin hết. Bây giờ đang livestream mà chắc là cũng không lâu nữa đâu mọi người, anh chị tư vấn sẽ nhắn tin cho mọi người rất là nhanh.
Sắp có phim về nhà đi con rồi ạ. À, hi hi hi. Ừ, cũng gần 9 giờ rồi. Mọi người đừng xem phim nhưng mà cũng đừng quên học nhá. Mà học thì cũng đừng quên xem phim. Em thi khối A1 và D1 ạ. Em mới nộp 1.300.000 vào tài khoản học mãi rồi. Em đặt chỗ rồi ạ. Nên học nền tảng trước hay học song song với giải pháp PEN vậy hả chị? Nên học song song trước. Đấy là theo mình, đấy là kinh nghiệm của mình, thì mình nghĩ là nên học song song. Hướng dẫn cho em học on là như thế nào? Em lần đầu học. Học online thì các em không cần phải di chuyển nhé. Có thể nằm điều hòa ở nhà mùa hè rất là mát. Mở điện thoại ra. Đầu tiên là đăng ký khóa học đã này. Nếu mà chưa ấy thì có thể đăng ký học thử, và học thử là miễn phí nhá. Và các em có thể chọn thầy cô mà các em cảm thấy hợp là để học cái group chat riêng này. Học thử thì học online thì các em được nói chung là hỏi tại chỗ, kiểu là thầy ơi câu này em vướng mắc ở chỗ này thì làm thế nào ạ, thì thầy cô sẽ giảng luôn ở chỗ đấy và giảng luôn ở trên bảng, chỉ luôn cho các em cách để các em hiểu ra cái cách làm của, hoặc là sai ở đâu ấy. Tức nghĩa là học kiểu đó, học online là học kiểu đấy, kiểu các em có thể đưa ra câu hỏi cho thầy cô trực tiếp ngay lúc đấy thôi, mà thầy cô sẽ giảng đến khi nào các em hiểu thì thôi. Nhưng mà theo mình thì mình vẫn nghĩ là ôn sớm đi, tại vì là không ôn sớm thì đến lúc vào lớp 12 khổ lắm, chương trình thi rất là nặng, cả kiến thức lớp 11, kiến thức lớp 12 nhá. Chưa kể đến năm 2020 là các em ấy sẽ phải thi kiến thức cả 3 năm, lớp 10, lớp 11, lớp 12 này. 2 tháng hè, nếu mà 2 tháng hè này mà em bỏ ra thời gian để mà trau dồi cảm xúc, à trau dồi nhiều bỏ ra 2 tháng hè để trau dồi cho mình thêm kiến thức thì chắc là có thể trau dồi được đến 50% kiến thức. Tại vì là chương trình lớp 12 đến gần 50% kiến thức của chương trình lớp 12 ấy, có thể nói là sẽ có cơ hội đi trước các bạn đồng lứa, trang lứa một bước. Mình vì mình có nhiều kiến thức hơn và mình tự tin hơn, đến lúc thi thì mình sẽ không phải sợ sệt gì hết, kể cả lúc học thì có nhiều cái là mình cũng biết rồi, nên là mình chỉ cần học sâu hơn, mà học kỹ hơn, làm thế nào để mình có thể giải nó một cách dễ dàng nhất. Giải pháp PEN có lên được 9 điểm không chị? Lên được tận 10 điểm ý, 9 là hơi ít. Em lo quá chị ơi, tưởng tượng giờ này năm sau em bù đầu tóc rối, rất đầu sợ rồi ấy. Không cần sợ đâu, tại vì là mình nghĩ là mọi người phải tức nghĩa là do mình ý, mình có ý thức, mình tự chăm chỉ thì chắc là mình sẽ tốt hơn thôi, chứ đừng lười, tại vì là lười khổ lắm. Lười xong rồi đến cuối cùng mình vẫn phải học. Thế nào mình cũng phải học thôi, không ai chấp nhận trượt đại học cả, tại vì đấy là một nỗi buồn. Không những trượt đại học mà còn kiểu đỗ được các trường lớn. Trường ít nhất 24 điểm, như kiểu là trường Đại học Bách Khoa này, đại học mà Đại học Ngoại thương này. Nói chung là nhiều trường lắm, tại vì là rất là nhiều trường top của Hà Nội. Hầu như là nếu mà mọi người chăm chỉ và tự giác học, cùng với đấy là học cùng với cả hệ thống học mãi. Nghe khó lắm, em không tin. Năm nữa có ngồi được stream tư vấn không chị? Không tin thì mọi người, mình vừa nói xong là mọi người phải chăm chỉ, tự giác, cùng với cả hệ thống giáo dục học mãi, trau dồi kiến thức,
Nhưng mà cái chính vẫn là do mọi người phải chăm chỉ và tự giác học trước, thì sau đấy mọi người có thể mới có thể tiếp nhận được các cái mà thầy cô giảng cho mình được một cách dễ dàng hơn ấy. Nếu mà đầu óc mình không muốn học mà thầy cô giảng mình cũng không vào đầu ấy. Nên là mọi người phải tự giác hơn. Tự giác là đầu tiên mà. Cái thứ hai là cần ôn sớm. Mình nhắc đi nhắc lại cái từ này rồi, mình không biết phải nói nào nữa, nhưng mà phải ôn sớm đi. Mình không ôn sớm thì khổ lắm. Mình đã từng nhảy cái kiểu, học cái kiểu nước đến chân mới nhảy rồi. Bạn mình đã từng như thế và bạn ấy đã bị trượt đại học. Thi khối A thì nên thi trường, có nhiều trường khối A rất là giỏi. Kiểu là trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân. Thi khối A rất là ok, tại vì là rất là nhiều bạn mình thi khối A vào hai trường đó. Nói chuyện đáng yêu quá, các bạn đặt comment, đặt câu hỏi tiếp cho Hân đi nào. Cộng đồng học sinh. Mình thì mình thi khối S nên là mình tính điểm diễn với cả điểm văn ấy, thì mình được 22,5, mình không được 24 điểm. Tại vì mình chỉ thi văn thôi. Còn mình ôn tiếng Anh là vì mình nghĩ đấy là một điều rất là tất yếu, tại vì là ai cũng nên biết tiếng Anh dù chỉ một chút thôi, nhưng mà nó rất là có lợi cho bản thân này, cho tương lai. Có thể là rất là nhiều nơi công việc của mình cần đến ngoại ngữ, nên là mình ít nhất là mình cần phải biết một chút tiếng Anh. Nên là giải pháp PEN đã bắt đầu dạy chưa ạ? Hay giờ mới chỉ đăng ký? Em cứ comment vào đây và tất cả anh chị tư vấn viên sẽ trực tiếp và chủ động inbox cho em để nói về cái chương trình đăng ký như thế nào này, thể lệ ra làm sao. Đăng ký PEN thì được tư vấn lộ trình ôn chuẩn này, tài liệu sát với nội dung bài, và nói chung là một rất là nhiều đề khủng ấy, chuẩn sát với đề thi. Cũng phải năm ngoái Hân ôn là cũng phải gần 600 đề ấy. 500-600 đề. Bài tập tự luyện thì nhiều này. Phải đến 48.000 câu ấy. Nhận rất là nhiều tập mà ôn để về tự làm. 48.000 câu nó là một núi kiến thức. Nếu mà mọi người không học thì mọi người không thể làm được. Mọi người không tự giác mọi người không thể làm được. Làm thế nào để đăng ký học thử? Mọi người cứ comment vào cái livestream này. Livestream này này mà mọi người đang xem ấy, mọi người like comment xong thì anh chị ở bên tư vấn sẽ chủ động nhắn tin cho mọi người để đăng ký cho mọi người. Thi khối C thì vào trường gì á? Khối C sợ quá. Thế cái này mà bạn nào, nếu mà bạn nào có nhu cầu thì comment luôn số điện thoại vào cái livestream này để anh chị tư vấn gọi điện luôn. Tức nghĩa là nếu mà mọi người có nhu cầu học thử này, hay là có một cái dự định gì đấy với hệ thống giáo dục học mãi, thì mọi người comment số điện thoại của mọi người vào đây để anh chị gọi luôn. Anh chị gọi để tư vấn. Em muốn tư vấn, em để lại số điện thoại nhé. Khối D á, báo chí tuyên truyền, có thể, mình nghĩ thế. Khối D thì nói chung là khối D rất là phổ biến, nhiều trường dạy tốt lắm, có nhiều trường vào có thể đầu ra rất là tốt đấy. Mọi người cân nhắc khối B như Hà Nội. Mọi người để lại số điện thoại này.
Sắp phải xem phim rồi vẫn còn ngồi đó à? Thật sự là... đấy, mình chỉ nhắc thế thôi, mọi người nên ôn sớm và cố gắng dành thời gian rảnh của bản thân, hoặc là có thể hy sinh một chút thời gian chơi, tại vì tuổi mình ham chơi lắm nên là mình biết dành một chút thời gian chơi ra để mà học. Có thể đăng ký học thử đi để xem là mình có hợp hay không. Nên ôn sớm cùng với giải pháp PEN của hệ thống giáo dục học mãi để xem là mọi người có thích hay là mọi người có cảm thấy là ok, mình cảm thấy mình học ở đây mình rất là kiểu cảm thấy thoải mái này, trau dồi kiến thức nó không bị quá nặng này, mà mình vẫn có thể hiểu được rất là nhiều nhiều dạng đề, hoặc là được làm quen rất là nhiều dạng đề khác nhau. Lộ trình thì rất là đầy đủ, toàn diện. Nắm chắc là ít nhất đến 7-8 điểm một môn. 7-8-9-10 một môn. Đùa thôi. Mất gấp còn được 9-10 điểm cơ, mà làm sao mà nắm chắc ít nhất 7-8 điểm thôi được. Còn là cái phần quà này thì mọi người yên tâm là 10 người đầu tiên sẽ được nhận. Bên mình sẽ chủ động gửi cho mọi người, hoặc là mọi người có thể lên hệ thống giáo dục học mãi để nhận quà. Ok. Bye bye, buồn quá, sắp đến giờ xem phim rồi. Và chúng mình phải tạm biệt nhau thôi. Nhớ ôn sớm nhá các em 2002.